từ Hội nghị Trung ương 15 tới Đại hội 13 sẽ có kẻ ra đi đúng quy trình. Hội nghị Trung ương 14 khép lại hôm 18 tháng 12 năm 2020 mà không đạt kết quả, xem như bán kết một bất phân thắng bại. Nhân sự mà Bộ Chính trị đã trình đã bị Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu soạn lại, tiếp thu, bổ sung và sửa đổi gì chưa phù hợp. Chỉ có 19 vị tai to mặt bự sẽ lọt vào ngôi vua tập thể, trong khi có đến 61 tỉnh thành đều muốn có đại diện của mình, cho nên không gai cấn mới là lạ. Những gì Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng phán ra, hệ thống tuyên truyền khổng lồ của đảng ra rã, nhưng thực tế nó đi ngược. Yêu cầu không dính tham nhũng thì chúng ăn hết, không chừa thứ gì. Cấm chạy chức chạy quyền, chúng công khai bán ghế. Đưa ra tiêu chuẩn đạo đức lối sống trong sáng, chúng lại xây lâu đài, biệt phủ, vợ lẽ, bồ nhí, vân vân đủ cả. Bảo không được tham vọng quyền lực, chúng lại chia phe nhau đánh một mất một còn. Suốt cả năm, vua tổng chủ quanh quẩn trong cung, bên ngoài quăng lại cường hào ác bá lộng hành, trăm họ ai oán, chỉ có trời biết. Mạng xã hội lan truyền danh sách Bộ Chính trị trình, không có tên Vũ Đức Đam, nhưng có Đào Ngọc Dung. Thế là hội nghị 14 nhiều người không đồng tình, nhưng Đam không có võ thì làm sao đấu nổi với Dung. Sau bức màn đỏ, có thể nhìn thấy rõ thân thế của Đào Ngọc Dung. Bố Đào Ngọc Dung là ông Đào Trọng Hằng, cố phó bí thư huyện ủy Lý Nhân, Hà Nam. Anh cả Đào Trọng Hùng, thiếu tướng, cựu cục trưởng an ninh Bộ Công an. Anh kế Đào Trọng Dũng, cựu đại tá quân đội. Em trai Đào Ngọc Dinh, thiếu tướng Bộ Công an, từng là tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, thư ký viên của bí thư Nguyễn Thiện Nhân đến tháng 9 năm 2020. Em gái út Đào Thanh Quyên, vụ phó Ban tuyên giáo Trung ương. Chồng Quyên là Trần Doãn Tiến, tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản, một đồ đệ của ông Trọng. Hội nghị 14 bế tắc, gần 4 ngày quần thảo, trận bán kết một vẫn không chốt được danh sách ứng viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Cho nên, khoảng một tuần nữa, Hội nghị Trung ương 15 khai mạc, sẽ có 3 ngày để các bên so găng bán kết hai. Tại Hội nghị 15 này, Ban Chấp hành Trung ương cũng phải giải quyết dứt nội dung, nhân sự đặc biệt. Các ủy viên Trung ương phải bỏ phiếu kín để gạt ai ra và giữ ai. Theo tin đồn đoán lan truyền nội bộ, ba nhân vật có khả năng rất cao được giữ lại trong Bộ Chính trị khóa 13 có cả yếu tố dùng miền gồm Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng và Trương Hòa Bình. Nếu đúng như vậy thì danh sách đề cử mới nhất 22 ứng viên Bộ Chính trị chọn 19 dưới đây, cái gọi là chết trên chấm phạt đền, sẽ là có thật. Trần Quốc Vượng, sinh năm 1954, quê Thái Bình, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, ứng cử chức Tổng Bí thư. Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1954, quê Quảng Nam, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ứng cử chức Chủ tịch nước. Trương Hòa Bình, sinh năm 1955, quê Long An, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, ứng cử chức Thủ tướng Chính phủ. Tô Lâm, sinh năm 1957, quê Hưng Yên, ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, ứng cử ghế Thường trực Ban Bí thư. Dương Đình Huệ, sinh năm 1957, quê Nghệ An, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Hà Nội. Phạm Minh Chính, sinh năm 1958, quê Thanh Hóa, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ứng cử chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Phạm Bình Minh, sinh năm 1959, quê Nam Định, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ứng cử ghế Chủ tịch Quốc hội. Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, quê Vĩnh Long, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo. Trương Thị Mai, sinh năm 1958, quê Quảng Bình, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận. Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi, Bí thư Trung ương, Chánh án Tòa án tối cao, ứng cử Phó Thủ tướng Chính phủ. Trần Cẩm Tú, sinh năm 1961, quê Hà Tĩnh, Bí thư Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Trung ương. Lương Cường, sinh năm 1957, quê Bắc Giang, Bí thư Trung ương, Thượng tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, ứng cử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phan Đình Trạc, sinh năm 1958, quê Nghệ An, Bí thư Trung ương, Trưởng ban Nội chính Trung ương, ứng cử Bộ trưởng Bộ Công an. Nguyễn Văn Nên, sinh năm 1957, quê Tây Ninh, Bí thư Trung ương, Bí thư Thành ủy, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trần Thanh Mẫn, sinh năm 1962, quê Hậu Giang, bí thư Trung ương, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dương Thanh Bình, sinh năm 1961, quê Cà Mau, ủy viên Trung ương, trưởng ban dân nguyện Quốc hội, ứng cử phó chủ tịch Quốc hội. Đào Ngọc Dung, sinh năm 1962, quê Hà Nam, ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, ứng cử trưởng ban dân vận Trung ương. Trần Tuấn Anh, sinh năm 1964, quê Quảng Ngãi, ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ứng cử Phó Thủ tướng Chính phủ. Bùi Thanh Sơn, sinh năm 1962, quê Hà Nội, ủy viên Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, ứng cử Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bùi Minh Hoài, sinh năm 1965, quê Hà Nam, ủy viên Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế Trung ương, ứng cử trưởng ban nội chính Trung ương. Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1961, quê Ninh Bình, ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ứng cử trưởng ban kinh tế Trung ương. Dương Thanh Bình, sinh năm 1961, quê Cà Mau, ủy viên Trung ương, Phó ban tổ chức Trung ương, ứng cử trưởng ban tổ chức Trung ương. Nguyễn Quang Dương, sinh năm 1962, quê Hà Nội, ủy viên Trung ương, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, ứng cử trưởng ban tổ chức Trung ương. Danh sách 6 ứng viên ban bí thư không phải ủy viên Bộ Chính trị, chọn 4. Nguyễn Xuân Thắng, bí thư Trung ương, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia, tái cử giám đốc Học viện. Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh năm 1962, quê Tiền Giang, ủy viên Trung ương, thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ứng cử chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Lê Minh Hưng, sinh năm 1970, quê Hà Tĩnh, ủy viên Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, tái cử Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Lê Hồng Quang, sinh năm 1968, quê Kiên Giang, ủy viên Trung ương, Phó Chánh án Tòa án tối cao, ứng cử Chánh án Tòa án tối cao. Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1964, quê Long An, ủy viên Trung ương, Phó ban dân vận Trung ương. Nguyễn Hồng Diên, sinh năm 1965, quê Thái Bình, ủy viên Trung ương, Phó ban tuyên giáo Trung ương. Tháng 8 năm 2011, kỳ họp khai mạc Quốc hội khóa 13, tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lễ kiều, chán vui nhớ bữa hôm nay, chán mừng xin hẹn ngày này 5 năm sau. Lúc đó ông Trọng nói với người kế nhiệm rằng tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có một đội hình đẹp, có hai nữ cấp phó, bà thì bề thế, bà thì xinh đẹp, ám chỉ bà Phóng và bà Ngân. Đúng 5 năm sau, tháng 3 năm 2016, Nguyễn Sinh Hùng lại chỉ định Nguyễn Thị Kim Ngân kế nhiệm mình vào ghế Chủ tịch Quốc hội. Năm ấy, thiên hạ xôn xao khi giật mình liên tưởng đến tứ trụ triều đình Trọng, Quang, Ngân, Phúc. Ứng với lời sắm 500 năm trước của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt, Trọng Ngân bạc phúc sẵn tất vong. Đúng sai linh ứng thế nào chưa rõ, nhưng từ khi xuất hiện bóng hồng trong tứ trụ khóa 12, thì họa liên tiếp xảy ra. Bộ chính trị, kẻ đột tử, người ung thư đến quá điên, kẻ ngồi tù, án chồng án, người đứng trước giá treo cổ. Có lẽ vì vậy, nên Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng cả kinh, sợ nhà nước Cộng sản bị tiêu vong khóa 13 này. Ông Trọng không đồng ý cơ cấu phụ nữ vào tứ trụ. Nhưng cho dù không đưa một phụ nữ nào vào tứ trụ, nhưng khó có thể tránh được chữ vong. Hư hỏng, ăn tàn, phá hoại từ trung ương đến địa phương thì núi cũng đổ. Tướng lãnh bất tài, chỉ tham nhũng mà không bảo vệ biên cương, liệu xã tắc có thái bình? Cho nên, việc có phụ nữ hay không trong tứ trụ, bốn chức danh quyền lực nhất của nhà nước Cộng sản cũng không ăn nhập gì khi thể chế đang trên đà suy vong.